Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Nè, ăn đi mấy con ơi, ăn cho nhiều vô nha, ăn nhiều vô để mau lớn để anh còn làm thịt mấy đứa nữa chứ. Nè, ăn đi đó, ăn vô. Ăn vô. Trời ơi. Phong, trời, nói một đống heo này từ tay ông nuôi lớn nha. Trời ơi, chứ còn gì nữa, tính ra bữa trước á là tôi có kêu mọi người là góp tiền vô cho tôi á, là để tôi mua cái bầy heo mà nè, tôi nuôi nè. Mà lúc mà tôi mua bọn nó nha, là bọn nó là những con heo con thôi, mà mọi người thấy không, tôi nuôi nó đúng một tháng thôi, bây giờ nó mập hơn tôi luôn. Trời ơi, quá đã. Quá đã luôn bạn ơi. Đúng rồi. Cho, tôi xin bí kíp đi, bí kíp gì mà ông nuôi heo bự như vậy? Trời ơi, bí kíp để nuôi mấy con heo này nó mập đến như vậy á, là bí kíp là phải cho nó ăn thật là nhiều đó. Tôi ăn cái gì là nó ăn cái đó. Ví dụ như hôm đó tôi mua pizza đi, tôi sẽ mua 99 cái pizza luôn. Bây giờ tôi ăn một cái, còn 98 cái thì cho bọn nó ăn đó. Nói chung là mình phải yêu thương bọn nó, hiểu không? Trời ơi, vậy bạn cho mình con mình về nhà mình làm thịt rồi đó. Trời ơi, mấy bạn yên tâm đi, tôi kêu mấy bạn góp tiền chung với tôi là để mua bầy heo này, thì khi mà bọn nó mập lên rồi á thì tôi phải làm thịt bọn nó cho mấy bạn ăn chung chứ, đúng không? Được rồi, bây giờ để tôi cho bọn nó ăn hết đã. Rồi bọn nó ăn hết rồi xong bây giờ nè, ok rồi, đóng cái chuồng lại rồi bây giờ á. Ê, đóng ok, đóng cái chuồng lại nè. Rồi giờ mấy con ở nhà ngoan nha mấy con. Ok, bây giờ bọn mình đi ăn cáp xê đi, chờ khi nào heo nó lớn hơn rồi đó bọn mình làm thịt sau, chứ bây giờ bọn nó vẫn còn non lắm. Ok rồi, đi ăn cáp xê ơi, đi ăn cáp xê đi. Ê, trời ơi, không hiểu sao mà mình giỏi ghê luôn á, nuôi bầy heo mập ơi là mập. Vậy là ta đã vào được trong thế giới Minecraft rồi sao? Đây sẽ chính là nơi mà ta sẽ cai trị. Để ta xem coi, ở đây có những con heo thật là béo bở. Hey, chắc là ta sẽ phải lựa chọn một con để chui vào người của nó ký sinh, sau đó hấp thụ hết tất cả chất dinh dưỡng từ cơ thể của nó. Hey, cái con heo này coi bộ khá là khỏe khoắn đó. Được rồi, đi vô trong thôi. Để ta xem coi, ta đã chọn con heo nào để ký sinh vào ta. À đây rồi, có con này đẹp nè. Được, ta chọn con này. Con heo này có vẻ là một con heo khá là khỏe mạnh. Bây giờ ta sẽ ký sinh vào nó. Sẽ không một ai có thể biết được ta đã ký sinh vào con heo này cả. Bây giờ mình sẽ ra ngoài để mình cho heo ăn mấy bạn ơi. Mấy con heo của mình nuôi bây giờ bọn nó cũng mập chắc cũng cả 100 kg rồi đó. Ủa mấy con heo của mình đâu rồi? Ủa mình nhớ là lần trước là mình nuôi mấy con heo nhiều lắm mà sao bây giờ chỉ còn dư lại có mấy con heo bự với lại vài con heo con vậy trời. Trời ơi, cá chắc với bạn là chắc là Kyron hay là Simmy hay Sam gì đó qua bên nhà mình lấy heo ra để nướng ăn mà không chịu nói với mình nè. Thiệt luôn á, mấy cái người này không có chịu thông báo gì hết, công sức tôi nuôi quá trời nuôi bây giờ ăn sạch hết trơn. Thiệt luôn á, bây giờ mình phải để một cái bảng cảnh báo là không được bắt heo của mình mới được. Còn mấy con heo nhỏ này bây giờ mình nuôi cho nó lớn lên lại thì khổ ghê á. Thôi nè mấy đứa, lại đây anh Trang nè mấy đứa, mấy heo con ở đây nè. Đó, lại đây bây giờ anh sẽ cho mấy đứa ăn nha. Nè, ăn đi mấy đứa, ăn cho nhiều vô nha, ăn nhiều vô ngoan nè, ăn đi. Ăn đi. Ui, ui vậy? Ui, có con heo mập nhất ở trong chuồng của mình nó quýnh mấy con heo nhỏ ra ngoài vậy. Trời ơi, con heo này nó ham ăn dữ vậy trời. Rồi, mình qua đây mình cho mấy con heo nhỏ ăn nữa chứ con heo lớn này nó ham ăn quá. Nè, cho mấy con heo nhỏ ăn nè, ăn đi mấy đứa. Ui, trời ơi, cái con heo trong chuồng của mình có một con heo mập nhất, cái con này nó quýnh hết mấy con nhỏ luôn bạn ơi, thiệt luôn, con này ham ăn dữ vậy trời. Mà thôi không sao, dù gì con này cũng là con mập nhất mà. Mình nuôi đi, mình sớm mình làm thịt. Ok, cho nó mấy cái bánh kem nè đó, thịt cừu nè, thịt gà nè, khoai tây nè, dưa hấu nè, ăn hết đi con. Ăn đi, ăn cho mau mập nha. Ôi trời, cái con heo này nó ăn ghê thiệt chứ bạn ơi, mà sao nó ăn nhiều dữ vậy ta? Hèn chi nó mập nhất chuồng luôn á. Thôi kệ đi, được rồi. Bây giờ mình vô trong nhà để mình ngơi xíu. Hey, vài bữa nữa phải nướng vài con heo lên ăn mới được. Ok. Thôi lên phòng nghỉ ngơi thôi. Mấy bạn ơi, cuối cùng thì ngày này cũng đã tới rồi. Sau một thời gian mình nuôi mấy con heo và bây giờ bọn nó đã mập hết trơn rồi, cho nên mình sẽ ra ngoài đó để làm thịt bọn nó ăn nha mấy bạn nha. Ok, đi thôi nào. Mở cửa ra nè, đóng cửa lại nè, rồi ra ngoài đây. Ôi, cái chuồng heo của tôi. Ôi, sao có con heo này. Ôi, cái con heo kia nó mới vừa ăn thịt cái con heo. Mấy bạn ơi, mấy con heo của mình nuôi đâu hết trơn rồi mà hồi nãy mình mới vừa ra ngoài đây cái mình thấy cái cảnh là cái con heo mập này nó ăn thịt cái con heo nhỏ ha. Ủa cái gì vậy? Chẳng lẽ cái con heo này là con heo quái vật hả ta? Tôi cứ tưởng là cái
lần trước mấy con heo của tôi á, nó bị ăn thịt hết trơn á. Tôi tưởng là Kairon hay là Simmy hay là Sammy gì đó qua lấy heo của tôi chứ. Ai dè đâu là do có con heo mập này nó ăn thịt mấy con heo khác. Trời ơi trời, ghê thật sự luôn á trời. Tôi thấy mọi người bên kia kìa. Mọi người ơi, mọi người. Đi qua đây, đi qua đây, tôi nói nghe nè, nhanh lên, đi qua đây nhanh lên. Rồi, đang tám gì mà tám hả? Gì vậy ông nội? Ủa chứ em không cần. Tôi đang nói chuyện mà nó không cần. Trời không ơi, cần có gì không cần ơi. Chuyện nguy cấp, chuyện nguy cấp lắm nè, mọi người coi nè. Cái con heo trong đây nè, mọi người thấy nó không? Ủa? Sao? Sao chuồng của bạn còn có một con heo vậy? Trời ơi. Rất heo của bạn luôn hả? Đâu có đâu, tôi còn chưa dám ăn con heo rồi hết nữa. Mà bữa trước tôi thấy bọn nó ít đi, tôi cứ tưởng là mọi người qua lấy heo của tôi. Nhưng mà không phải, là do cái con heo mập trong kia nó ăn thịt mấy con heo nhỏ đó. Ủa, trời vậy? Một mình con heo này ăn hết cả đám heo luôn hả? Đúng rồi. Nghe nghe cũng ghê à, lần đầu mình nghe vụ này luôn á bạn. Cái này lần đầu mình nghe luôn á, lần đầu mình cũng thấy luôn á. Nhưng mà rõ ràng chính mắt mình hồi nãy mình vừa ra là mình thấy con heo này nó ăn thịt một con heo chung chuồng với nó. Là có nghĩa là mấy con heo của mình mất hết trơn là do con heo này nó ăn thịt đó. Trời ơi trời. Hả? Trời ơi, cái gì mà kỳ cục vậy? Không được rồi, không được rồi. Con heo này nó chắc là nó phải thuộc dạng là quái vật hay là gì rồi. Tôi nghĩ là bây giờ á, tôi phải đem nó đi ra ngoài rừng á bạn. Mình vứt nó vô trong rừng đi chứ mình không cho nó trong đây được. Ôi trời. Bạn gì vậy? Con heo này á nó vẫn còn khỏe, vẫn còn béo, sao bạn không để lại bạn làm thịt đi mà bạn đi thả vô rừng vậy ba? Trời ơi. Cái Kai bạn nói gì vậy? Cái con heo này á nó không phải là con heo bình thường. Nó ăn thịt những con heo khác để cho nó lớn lên thì nó là yêu quái rồi chứ nó phải là heo nữa rồi. Trời ơi, yêu quái cái gì mà yêu quái? Con heo nó ăn thịt một con heo khác thì bây giờ á là nó sẽ tăng thêm độ béo nè, nó tăng thêm độ giòn của con heo thì con heo nó cũng mập lên thôi chứ có cái gì đâu. Trời ơi bạn thiệt á. Ủa, quý đồ ăn quá vậy? Rồi ok, thôi. Cái này là do mọi người nói nha chứ tôi cũng không dám ăn thịt cái con heo đâu. Con heo bạn không dám ăn nữa đâu. Rồi ok ok. Vậy tụi mình ăn đây rồi, rồi giờ chú heo nè. Bây giờ nếu mà bạn muốn thì bây giờ tụi mình xin phép là dắt con heo này về luôn được không? Rồi ok, mọi người cứ đem nó ra ngoài kìa, cái bãi đất trống kìa, mọi người đem ra ngoài đó mọi người nướng ăn đi. Làm heo nướng rồi nè mọi người ơi, làm thịt heo nướng rồi. Sao mình có cái cảm giác gì đó nó không an tâm lắm mấy bạn ơi, giống như kiểu con heo này nó có vấn đề á. Thôi kệ, cứ coi mọi người làm nó như thế nào á. Đầu tiên là bây giờ chúng ta phải cạo lông con heo này trước quý vị ơi. Mọi người ơi, mọi người đang cạo lông con heo rồi sau đó là tắm cho con heo để chuẩn bị làm thịt đó hả? Thấy thôi. Dạ mày có vậy rồi. Bạn muốn ăn thịt heo gì? Thịt heo nướng hay là thịt heo hấp hay là thịt heo chiên xào rồi đó, bạn muốn ăn gì? Trời ơi. Mấy người còn hỏi tôi nữa, mấy người chuẩn bị nguyên một cái dàn bếp để chuẩn bị mấy người nướng mấy con heo lên rồi, mấy người còn hỏi nữa. Ở nhà chuẩn bị làm thịt nè. Quý vị ơi. Khoan, từ bình tĩnh từ. Tôi nói mọi người nghe nè, tôi vẫn đang cảm giác cái con heo này nó có vấn đề á, mọi người cứ suy nghĩ kỹ lại không vậy? Trời ơi, có nhà tí nữa mà bọn mình làm thịt heo xong bạn muốn xin mình ăn á, mình cũng cho bạn ăn đâu. Ok. Rồi thôi được rồi. Để tôi làm heo đi ông, cứ làm bèm nhức đầu quá. Không ăn thôi. Rồi ok, mọi người muốn nướng đó thì nướng đi. 5 minutes later. Thơm quá cả nhà ơi, thơm quá. Tôi cũng công nhận với mọi người là thịt heo này nó hơi bị thơm luôn á nha. Tính ra là mọi người nướng cũng hơi bị ngon đó. Thì tất nhiên rồi, có đồ ăn ai mà không thèm. Nhưng mà thôi chắc là con heo này chắc là không sao, chắc là vẫn ăn được. Không sao. Trời ơi, nóng quá. Có chuyện gì mà nóng quá vậy? Tại sao ta cảm giác nó nóng quá vậy? Ủa, hình như là mình đang bị nướng lên. Không xong rồi, mình phải mau thoát ra ngoài thôi. Ôi, cái con gì vậy? Ôi, mọi người Tránh ra mọi người. Ôi, cái con đó là con gì vậy? Nhìn nó ghê quá. Eo ơi, mọi người ơi, hình như là cái con heo kia nó tách ra làm đôi, sau đó là ở bên trong xuất hiện một cái con gì á. Trời ơi, nhìn ghê quá vậy. Ủa, mà khoan từ, cái con kia, ngươi là ai vậy hả? Mấy cái thằng nhóc con kia, tại sao các ngươi dám hướng ta lên hả? Ui, mọi người ơi, hình như cái con này nó còn biết nói chuyện nữa kìa. Oh my god, ghê thật sự luôn á. Nhưng mà khoan từ, tôi để ý nha, cái con này sao mà tôi nhìn cái khuôn mặt của nó nhìn giống tôi quá vậy. Ủa, mọi người. Ê, cái tóc của nó cũng giống bạn nữa Phong ơi. Tôi không biết sao á, cái khuôn mặt của nó nè, cho đến cái mái tóc nè, nhìn y hệt như tôi luôn. Cái bộ đồ của nó cũng giống tôi nữa. Nhưng mà có điều á là bộ đồ của nó là màu xanh lá cây thôi. Nè, ơi. Cái tên kia, ngươi là ai hả? Xin giới thiệu với mấy đứa nhóc, ta chính là Phong Cận Ký Sinh Trùng. Hả? Cái gì? Phong Cận Ký Sinh Trùng hả? Trời ơi mọi người ơi, con này á, nó không chỉ giống tôi đâu nha, mà nó còn có gọi là gì ta, tên của nó y hệt như tôi luôn. Tôi tên là Phong Cận, nó cũng tên là Phong Cận luôn. Cái gì
gì đâu, tôi chỉ cho nó ăn mấy cái đồ ăn bình thường hàng ngày thôi mà. Ơ nhưng mà cái tên ký sinh trùng kia, nó muốn gì ở bọn ta hả? Ta muốn gì sao? Tất nhiên là ta muốn ăn thịt mấy đứa nhóc tụi bay rồi. Nhưng mà trước khi ăn thịt tụi bay thì ta sẽ phải ký sinh vào trong người của tụi bay trước đã. Hả? Cái gì? Ngươi muốn ăn thịt bọn ta rồi là còn muốn ký sinh cho người bọn ta nữa hả? Ôi trời ơi, cái này hơi bị nguy hiểm nha. Tôi từng nghe đến một cái con vật mà ký sinh vô trong cơ thể con người và sau đó là ăn thịt luôn vật chủ á. Cái kiểu này là hơi bị nguy hiểm luôn á mọi người. Nó mà ký sinh vô người tụi mình là tụi mình sẽ nhìn y chang nó luôn á. Đúng rồi đó. Heo ơi, ghê quá à. Hey, mấy cái đứa nhóc con này nói nhiều quá. Bây giờ để cho ta ký sinh vào người của tụi bay nào. Ôi, mọi người ơi, nó đang lại gần con mình kìa. Ê, chạy đi mọi người ơi. Chạy đi, trời ơi. Cái con này nhìn đáng sợ quá mọi người ơi. Chạy đi. Chạy thôi. Ừ, khoan từ. Mọi người ơi, sao cái con kia nó chạy chậm quá vậy? Ủa, mọi người nhìn kìa. Nó cứ đi lật đà, lật đật. Ủa, cái gì mà quái vật kiểu gì mà đi chậm như vậy? Ê, mọi người, vậy tính ra là tới ngày mai nó mới ký sinh vô người bọn mình được á mọi người. Trời ơi, ông ơi, tới năm sau đâu, chứ tới không có gì. Ê, lui lại. Trời, liêu lại gần đây coi. Lại đây. À, mình lui lại tiếp nè, Rồi, lại đây. Trời ơi, hài quá mấy bạn ơi. Mấy đứa nhóc con này, tụi bay giống chọc quê ta sao? Thôi được, hãy xem ta đây, ta sẽ thoát ra khỏi người của con heo này. Ôi mọi người ơi, cái con ký sinh trùng nó thoát ra khỏi người của con heo rồi kìa. Ôi bây giờ á là nó có hai cái chân y như người bình thường luôn, mà nhìn nó y hệt với tôi luôn mọi người ơi. Bây giờ nó chạy nhanh không vậy? Chắc nó không chạy nhanh đâu. Lui lại. Đứng lại đó cho ta. Ôi mọi người, lại gần mình kìa mọi người ơi. Chạy nhanh đi mọi người ơi. Oh my god. Bây giờ cái con này chạy nhanh quá hả? Trời, chạy đi mọi người ơi, chạy đi. Có ai không? Cứu tôi ơi. Mấy đứa nhóc đâu rồi? Đi ra ngoài đây cho ta. Ui mọi người ơi, trời ơi, cái con ký sinh trùng nó đáng sợ quá. Chạy qua chạy lại kìa. Nó đang chạy qua chạy lại nên nó kiếm một mình hay sao á? Mình hứa đúng là thịt heo đó đâu. Trời ơi, mình đã bảo rồi mà, đừng cứ nướng heo này lên. Mình biết là con heo này có vấn đề mà. Mọi người không tin mình thấy chưa? Trời ơi. Thôi mà không sao đâu. Bây giờ bọn mình núp ở trong đây rồi. Mình nghĩ là bọn mình sẽ không bị phát hiện đâu. Bây giờ cứ chờ cho nó bỏ đi. Rồi một tí nữa bọn mình tìm cách để mình tiêu diệt nó sau. Ôi trời ơi, nguy hiểm thiệt sự luôn á. Ui mọi người ơi, hình như là nó bỏ đi vậy kìa. Nó bỏ đi rồi. Ủa đi vô rừng. Hình như là ghê vậy. Nó đang đi vô rừng á. Rồi tôi biết rồi, hình như là nó vô trong rừng để nó kiếm con mồi khác để nó hấp thụ dinh dưỡng á. Mấy con mà ký sinh kiểu này á là nó chỉ có vô trong rừng để nó kiếm mấy con mồi thôi. À mà mọi người ơi, tôi nhắc mọi người nè nha. Cái con ký sinh trùng này á, cái con này nó không có hề mà đơn giản đâu, nó rất là nguy hiểm luôn á. Bởi vì nếu như mà nó xâm nhập vào cơ thể của vật chủ thì ngay lập tức cái con người đó sẽ bị điều khiển cơ thể. Mọi người hiểu không? Hả? Có nghĩa là bây giờ nha, nếu như một trong bốn bọn mình hoặc là bất cứ ai ở trong Hero Team mà bị con ký sinh trùng này nhập vào người á, là bọn mình sẽ không bao giờ nhận ra được đâu. Hiểu không? Hả? Cái con gì thì ghê vậy? Ở lúc đó là chắc là mình cũng quên luôn mọi người luôn rồi. Đúng rồi. Khi mà nó đã xâm nhập vào cơ thể bọn mình được rồi thì nó sẽ chui lên não bọn mình và sau đó nó sẽ điều khiển cơ thể bọn mình. Nhiều khi á, cai với Sim mà đi chơi chung với nhau á nha, nhiều khi không biết có phải là đi chơi chung với người yêu hay không, hay là đang đi chơi chung với ký sinh trùng đó. Thiệt mà, tôi nói thiệt mà. Bởi vì cho nên á là phải giữ cẩn thận cách xa nó ra, hiểu không? Bây giờ để tôi suy nghĩ coi. Giờ làm sao để tiêu diệt được nó đây? Không lẽ giờ mình cứ để nó dang dãng ở trong làng vậy sao sống đi trời? Thì bây giờ tôi đang phải suy nghĩ coi nó là cách nào để tiêu diệt được nó nè. Nhưng mà theo như mà tôi đã đọc ở trong sách á thì hình như những con ký sinh trùng này nó rất là sợ lửa. Bởi vì là khi mà nóng á, cơ thể của vật chủ bị nóng lên á thì nó ở bên trong cơ thể nó sẽ bị nóng luôn, cho nên là nó sẽ không chịu được. Giống như hồi nãy mình nướng con heo vậy đó. Khi mình nướng con heo lên là cái con ký sinh trùng nó mới hiện ra đó, mọi người thấy không? Hả? Bởi vậy cho nên bây giờ á, để có thể tiêu diệt được nó, tôi nghĩ rằng là chúng ta sẽ phải đốt làng. Rồi ok, về nhà đốt làng đi mọi người. Cái gì? Ơi, tiêu diệt cái con đó mất làng vô duyên không? Ơi, đánh nổi dữ vậy. Thôi được rồi, nếu mình không đốt làng cũng được, vậy mình đốt nhà cây roi thôi được không? Bạn ơi, bạn đừng lúc nào cũng gọi là đem mình ra xài xể, đem mình ra làm chuột bạch bạn. Vậy được.
thôi vậy thôi được rồi. Heo túc được không? Bây giờ về nhà tôi đi, tôi có mấy cái súng lửa, mình dùng súng lửa mình phun vô người nó được không? Được. Rồi ok, vậy vậy, vậy đi. Thôi thôi được vậy rồi. Đi cho nhanh. Mình hy vọng rằng là mình sẽ có thể tiêu diệt được cái con ký sinh trùng này các bạn ơi. Bởi vì cái con này nó rất là nguy hiểm luôn á. Nhưng mà nó đến từ đâu vậy trời? Nguy hiểm quá. Rồi, ok mọi người ơi, bây giờ á tôi đã chuẩn bị ở đây một cái vòng tròn lửa. Bây giờ bọn mình cứ đứng ở trong đây đi, con ký sinh trùng nó sẽ không dám vào cái vòng tròn lửa này đâu. Và đây, tôi phát cho mọi người thêm một cây súng lửa nè. Cầm đi, cầm đi. Đó. Mọi người hãy sử dụng cây súng lửa này nè để tranh thủ á. Nếu như mà trong trường hợp á mà con ký sinh trùng nó chạy lại chỗ mọi người á thì mọi người hãy bắn nó, hiểu không? Đó, kiểu thế nè. Ờ giống như con bướm bướm ngoài đây nè, tôi bắn nó cho mọi người coi. Đó, mình sẽ bắn nó rồi xong nó chết queo luôn. Thấy không? Trời ơi, con bướm bướm nó có tội tình gì đâu mà bạn bắn nó vậy. Trời ơi, mình phải diệt luôn mấy con bướm bướm này chứ, lỡ đâu nó ký sinh vô người con bướm bướm rồi nó bay đến chỗ mình sao, đúng không? Trời ơi, giờ không biết gì hết. Bây giờ thôi xem coi con ký sinh trùng ở đâu. Ơi, tới kìa, tới kìa. Nó kìa. Nó kìa mọi người. Ê nè. Con ký sinh trùng kìa. Tránh ra, không được lại gần mọi người. Tránh ra. Nó chạy kìa mọi người, thôi được rồi, được rồi. À, con ký sinh trùng bây giờ nó không thể nào vào được cái vòng tròn của bọn mình các bạn ơi. Quê, yeah. Con ký sinh trùng kia, ta nói cho ngươi biết đây. Bây giờ á, ngươi hãy mau á ra khỏi làng của bọn ta ngay. Nếu không á thì cứ trách bọn ta, bởi vì bọn ta sẽ sẵn sàng lúc nào cũng sẽ tiêu diệt ngươi đó, hiểu không? Mấy cái đứa nhóc này, các ngươi dám tạo ra một vòng tròn lửa để chặn ta lại sao? Các ngươi nghĩ rằng á là ta dễ dàng sẽ bỏ cuộc gì sao? Nhất định ta sẽ phải ký sinh trùng người của tụi bay. Ôi, bây giờ thì hãy xem sức mạnh của ta đây. Ê, mọi người ơi, bây giờ zombie xuất hiện đông quá kìa. Không, không xong rồi. Trời ơi, ơi, bây giờ bọn mình chạy nhanh đi mọi người. Mấy con zombie này nó phá trong cửa đó. Ê, con zombie con, bắn nó. Zombie con kìa. Tấn công bọn nó đi mọi người, tấn công bọn nó đi. Zombie hả? Tao có sợ cái người đâu. Trời ơi, tôi không ngờ là cái con phong cận ký sinh trùng này bọn nó lại có thể có sức mạnh chịu hồi ra zombie luôn á. Ây anh, ôi con zombie này nè mọi người ơi, đánh nó đi mọi người. Ôi nó còn chịu hồi ra quỷ lửa kìa. Ôi trời, nguy hiểm quá, mấy con ký sinh trùng này nó kinh khủng thật sự luôn á. Đánh hết đi mọi người, đánh hết đi, còn có vài con kìa, bắn cho hết đi trời. Đây okay. Xong rồi đó. Oh my god, trời ơi, nguy hiểm quá. Ê, oh my god, trời ơi, có mấy con quỷ lửa nữa kìa. Trời ơi, mấy con quỷ lửa. Bắn đánh nó đi mọi người, đánh nó đi. Rồi. Nguy hiểm quá. Cuối cùng thì tụi bay cũng đã ra khỏi vòng lửa rồi. Bây giờ thì đã đến lúc ta sẽ ký sinh vô người của tụi bay. Thăng cấp, ký sinh trùng cấp 2. Ơi mọi người ơi, mọi người nhìn kìa, cái con ký sinh trùng bây giờ nó đang lên level 2 rồi, nhìn nó ghê quá. Oh my god, nhức cái lưỡi trời, chết rồi. Bây giờ á, nhìn nó còn đáng sợ hơn hồi nãy nữa. Trên đầu của nó mọc ra một cái miệng có cái lưỡi ở bên trong, rồi đằng sau lưng của nó còn có xúc tua nữa kìa. Eo ơi, được rồi mấy đứa nhóc, bây giờ thì hãy bon để cho ta ký sinh vào người của tụi bay nào. Mọi người ơi, nó đang lại gần mình kìa. Bây giờ sao đây mọi người? Ai biết ông ơi, nó đang hạ cái miệng ở trên đầu ra giống kiểu như là nó đang đòi ăn vậy á. Sao ai có đồ ăn chọi cho nó đi nè, thịt zombie nè, ăn đi, đừng có lại gần con ta. Đó, ăn đi. Trong người có gì quăng ra hết luôn đi. Không được. Bây giờ có ai có vũ khí gì để tiêu diệt đâu. Cay chọi cho mình như vậy. Trời ơi, mày chọi cho mình như vậy cay. Cái gì vậy? Để trong người mình có gì mình quăng ra hết luôn á. Bây giờ phải làm sao đây? Giờ không có vũ khí để tiêu diệt đó. Giờ làm sao đây? Súng lửa hết đạn rồi. Sao bây giờ có cái cục này. Thôi chọi đại thôi. Mình có gì mình dùng tại đại đó đi nè mọi người. Mọi người lẫm đi. Lẫm liều luôn hả? Lẫm chọi cho người đi. Chọi đi mọi người. Chọi đi. Chọi người đó. Mày quay giờ mày nè. Ký sinh trùng nè. Ê. Cái gì đây? Cái gì tối quá vậy? Mấy cái đứa nhóc này. Tụi bay cho ta ăn cái gì vậy? Ê, cái gì ghê quá vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, ta không thể nào chịu được cái mùi của mấy cục này. Trời ơi, cái miệng của tao bị dính cái mùi này rồi. Trời ơi, ghê quá. Tao phải chạy thôi. Ghê quá. Đứng lại cái con kia. Nó bỏ chạy rồi mọi người, tiến lên. Đuổi theo nó mọi người, đuổi theo nó. Trời ơi, sao mọi người ném vô người tôi vậy? Đừng có ném nữa.
quá, ghê quá đi. Bây giờ mấy cái đứa nhóc này bọn chúng chọi đi vô người của mình mà bây giờ giống như là mình bị ngộ độc luôn rồi. Heo ơi, ghê quá, không sống rồi. Bây giờ mình phải ký sinh vô người của con heo này để trốn mấy đứa nhóc này. Mấy đứa nhóc này đáng sợ quá, chui vô con heo mới được. Con heo nào ta? À để con heo này đi, chui vô người đó thôi. Mấy cái đứa nhóc to phải nhớ đó, rồi ta sẽ quay trở lại. Chui vô con heo thôi. Đuổi theo nó đi mọi người, nhanh lên đuổi theo nó. Không thể nào, không thể nào để cho nó thoát được. Nó đâu rồi? Chọi, chọi với người đó. Trời ơi, chọi nó, phải chọi tôi từ nãy giờ. Mấy người chọi với người tôi hoài nha. Trời. Ủa mà khoan từ, khoan từ. Ủa, nó trốn, nó mất tiêu rồi. Ủa, không biết nữa. Trời ơi, tức quá. Bây giờ á mà mình không tiêu diệt được nó, lỡ mà nó ký sinh vô người ai á là xong luôn á trời. Thôi không sao. Dù gì bây giờ chúng ta cũng đã an toàn rồi, đuổi được nó đi là được rồi. Nhưng mà trong tương lai nhất quyết phải tiêu diệt được nó, chứ không thôi sẽ rất là nguy hiểm luôn á. Thôi được rồi, ok bạn ơi. Hôm nay mình mệt quá. Video ngày hôm nay á, mình thật không ngờ khi lại có thêm một sinh vật mới xuất hiện nữa. Mình cứ tưởng là chỉ có Phong Cận Én Đen thôi chứ ai về đâu hôm nay là có thêm Phong Cận Ký Sinh Trùng nữa. Thật sự quá là nguy hiểm luôn. Bởi vậy cho nên mình mới nói á, mấy bạn hãy nhớ là phải ăn chín uống sôi nè. Đó, những cái đồ thực thức ăn đồ kiểu á, mấy bạn phải nấu chín lên mới được ăn nha. Không thôi á là bên trong thức ăn sẽ có vi khuẩn đồ kiểu rất là nguy hiểm luôn á. Trời ơi. Nhưng mà mình nghĩ rằng là một ngày nào đó mình phải tìm ra cái con ký sinh trùng này để tiêu diệt nó, chứ không thôi là sẽ rất là nguy hiểm cho làng Hero Team luôn. Ok, và mình nghĩ rằng là video đó cũng rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ là mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu các bạn thích video này, đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Và cũng đừng quên là hãy ở bên kênh YouTube của Sammy, Simmy và Kairo để đăng ký ủng hộ cho tất cả thành viên của Hero Team nữa nha. Coi vậy, bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Tạm biệt. Khoan, từ cái ơi. Gì? Ở đâu ra bạn có mấy cục này sẵn trong người vậy? Thì... lấy từ phân heo hả? Heo ơi, ghê quá! Trời ơi! Tôi biết nó từ đâu rồi đó! Trời ơi, ghê quá! Hello team, hello.